mấy ngày nay con không gọi được cho quản lý show luôn <laughs> bà không báo trước là bà sẽ tới hả cho nên bây giờ mới như vậy nè làm <laughs> mang bao tay vô gần đây có nhà nghỉ nào không vậy đi nhiều trong thời tiết lạnh đầu gối của tôi đau quá bây giờ đi không nổi nữa à, nếu như bà không thấy ngại thì bà tới nhà con nghỉ được không như vậy có được không <laughs> Đương nhiên được rồi Bà là gì quản lý show mà Mình mau đi thôi à. Ờ. <laughs> mẹ dừng lại đi mà mẹ Sao mẹ biết được là bà định làm gì hay là trốn ở đâu chứ Đục tung hết tất cả thì chúng ta sẽ tìm ra thôi Sao bà ấy lại dám hành hạ chúng ta như vậy chứ sao, sao lại tao bất ngờ rồi bỏ đi như vậy à, Chắc là có lý do mà à, Bà không làm việc vô ích đâu mẹ Sơ biêu đun Mẹ tính sổ với anh ta được Nhưng tại sao lại lôi cả phun đun vào chứ à, Vậy là không phải mẹ lo cho bà Mẹ nổi giận vì bà giao công ty trên phun đâu hay sao vậy hả Nếu mẹ muốn nói như vậy Thì mẹ nên làm việc chăm chỉ đi chứ Mẹ không mở triển lãm nàng hoàng trước giờ chỉ toàn thấy làm mấy việc mà bà không thích mẹ có còn tỉnh táo hay không vậy sao con dám hả con đi ra đi ra ngoài à? đi ra ngoài đi à. ra à đi đi ra ngoài cho mẹ mẹ ơi à, trời. sao lại không có gì hết chứ à. vậy là chủ tịch đã mất tích rồi hay sao có chuyện gì vậy hả anh ai mà biết bà đang nghĩ gì sao bà ấy lại bỏ đi trong khi sức khỏe vẫn chưa hồi phục vậy chứ hay là có người bắt bà ấy đi vì không đồng tình với bản di chúc thật ra thì em chỉ nghĩ tới việc tồi tệ nhất có thể xảy ra mà thôi không có ai rảnh mặc đồ cho bà rồi lại bắt cóc bà đâu là bà tự mình rời khỏi bệnh viện đó thôi em thật sự lo lắng lắm em nghe nói chủ tịch để làm một video để chiếu trong cuộc họp cổ đông hả không quan trọng đâu đó chỉ là ý kiến của mình bà mà thôi à, nhưng mà cũng mẹ ma bung đô con biết bà của con ở đâu đúng không mẹ à sao anh bung đô biết được chuyện đó chứ Con đã thấy nghi ngờ từ lúc con quay về nhà sau vụ tai nạn xe rồi à mà không phải từ lúc con ở giang quan để biểu diễn cái gì đó con nói thật cho cô biết đi con nói dối là đi pháp để bà về phe con đúng không Khiến cho bà lo lắng Để con có thể thâu tóm công ty Cô làm ơn đừng có nói năng sằng bậy nữa Con nói đi chứ Con và bà ấy đã thỏa thuận cái gì hả Con đã đưa bà ấy đi đâu rồi chứ Với tình hình bệnh như vậy Thì bà ta không thể tự mình thu xếp hết được Chắc chắn có người đang giúp bà ta Bác sĩ Kim của bệnh viện Chubo Vừa mới từ chức rồi Đã rời Hàn Quốc chưa Ông ta vẫn chưa rời khỏi Hàn Quốc Gia đình ông ta còn đi du lịch ở Busan Cậu mau cho người tìm bác sĩ Kim trước đi. Dạ. <laughs> bà vô đi bà. Cô được ra ngoài hồi nào vậy? Sao lại được thả ra? Cái người đàn bà này là ai vậy? Mẹ. À, bà ấy là gì của quản lý show ở diện phát triển? Còn đưa bà ấy về gì không gọi được quản lý show? Cô chỉ vừa được thả ra ngoài. Lại lo chuyện bao đồng rồi. chủ tịch chu bô bị làm sao rồi nếu còn bệnh hay chết thì làm sao cô được thả ra con cũng không biết con phải tìm hiểu coi có chuyện gì đó à, à, bà gì vào trong đi phòng con ở bên này nè bà già đó không biết nói hay gì vậy trời sao mà không chào hỏi lấy một câu nào à, 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 bà 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 ngồi xuống đây đi Bên này ấm hơn nè Mấy ngày rồi con không có về nhà Rồi <laughs> à, Nhưng mà Con nghe quản lý show nói là Bà gì sống ở Alaska mà Alaska cái gì chứ thật đực cười Dạ Nè Cô cứ dọn dẹp phòng của cô đi à, đ Đâu rồi Đâu rồi cô đang tìm cái gì vậy? Dạ, không có gì. À, bà muốn uống một ly trà nóng không bà? Uống trà vào giờ tối thui như vậy sao? Tôi đói rồi cho tôi ăn cơm đi. À, đúng rồi. Giờ này chắc bà đói lắm ha. Để con nấu cơm cho bà gì ăn nha. Ôi. <laughs> à, nóng quá. À. Mẹ mẹ. Mẹ thấy cái máy cassette trong phòng con không? Trời ơi, máy cassette gì chứ? Thì uh, là cái máy cassette màu xám ở trong có băng á. À, mẹ tưởng thấy nó rồi mà. Mẹ còn hỏi con thu thập đồ cổ đó. Cái đó thì làm sao tôi biết được. Mà bà cụ đó, cô tính sao? Đây là viện dưỡng lão hả? Cho tới khi gọi được cho quản lý show thì ở cùng con. Trời lạnh vậy thì bảy không đi đâu được. Mẹ về phòng đi, con nấu cơm cho bà. Không nên nấu cơm cho một bà già mới gặp lần đầu ở ngoài đường như vậy. Trời đất ơi, ngốc quá. Trân ơi, Trân à, vô. hả Ba Trân ơi Trời ơi con yêu của ba Con gái của ba đã chịu khổ rồi Trời ơi con ơi Trời ơi, ơi! Ôi, trời Làm trời cái gì ơi! mà nhà có nhiều mũi vậy không biết Ôi, Trời Ôi, nóng ơi nóng quá Trời ơi nóng quá Ôi, trời Con không xong hay sao vậy Sao mùa đông mà có nhiều mũi quá vậy ta Trời ơi trời ơi Mũi và nữa cái này Đây là các ứng viên cho dòng xét tuyển thứ ba Cô gái này có đậu không? Bức tranh đó Vì đây là tranh chép lại cho nên không hợp lệ Tôi lại muốn Gặp cô gái này một lần Dạ Vậy con sẽ báo lại Xem chung di Là thí sinh hồi đó sao? Bà gì ơi Ê à. <laughs> <laughs> chỉ có bà gì và con ăn thôi à <laughs> mình ăn hết à, bà <laughs> có bao nhiêu đây thôi hả dạ con người già rồi cần phải bổ sung nhiều protein mà tại sao lại nấu toàn rau không vậy ờ, con xin lỗi bà ngày mai con sẽ mua thịt dạy nấu cho bà gì mà Ai, bà thử ăn canh củ cải khô đi <laughs> canh củ cải khô sao Trước đây tôi chưa từng ăn những món này. Đây là cách ăn sạch mà người ta hay gọi sao. Đúng là ngu ngốc mà. Mấy bức vẽ đó là cái gì vậy? Cô vẫn còn vẽ tranh sao? Bức họa mỹ nhân mà cô vẽ lại đó bị sao rồi? Cô thật là khoác lác khi nói bức tranh đó là đồ giả. Chuyện đó sao? Bức tranh được trưng bày đó là đồ giả thật mà. Người của tập đoàn Chubo cũng tìm ra bức tranh thật rồi mà bức tranh con vẽ lại đó lúc đó cũng bị mất tích luôn mất tích sao thôi mình mau ăn đi bà <laughs> bởi vì không có nhiều món ăn kèm nên phải ăn khi còn nóng <laughs> có được không bà <laughs> kẻ tình nghi hành hung bà đã được cảnh sát thả ra Luật sư Choi đã tự gọi điện kêu họ thả người Nè con à. con, con. con tính đi đâu à, Tới diện quản lý nguyên liệu Tới giờ con vẫn không thể liên lạc được với quản lý xô. Vậy. vậy thì cho ba đi với Con đợi ba vô lấy áo khoác rồi đi chung à, Ba có chuyện gì vậy Ba sợ là con tới đó bị người ta du khống cho tội gì nữa. Trơn nè, à, rõ ràng ba đã dặn con rồi. Tuyệt đối không được đi tới mấy cái chỗ gần tập đoàn Chu bố đó, con biết chưa? Ba ơi... Hãy cứ dính tới gia đình nhà họ là chúng ta không gặp chuyện gì tốt đẹp hết trơn à. Còn nhớ, đừng chào hỏi người có công ty họ làm cái gì. Mà phun đô, con đừng bao giờ qua lại với cậu ấy nữa. Cái thằng nhóc đó là một đứa bất tài vô ơn. Sao vậy ba? Bà với anh mà bùng đồ cãi nhau hả Còn nhớ tới những lần chúng ta ăn cơm chung đi Không những vậy con còn là ân nhân cứu mạng của nó nữa Nhưng mà khi nó tìm tới đây Nó đã nói cái gì hả Cái thằng xấu xa đó mà Con biết rồi bà về phòng đi Con tới diện phát triển nguyên liệu chứ không phải là chu bô đâu Ủa nó không thuộc tập đoàn chu bô hay sao con Bà đã dặn con là không được lại gần chu bô rồi mà <laughs> ba bà... <laughs> Ma Jong-in, bà nghĩ nếu bà trốn khỏi bệnh viện thì bà sẽ thoát được hay sao? Bức tranh đó, bức quà mỹ nhân bị mất rồi. ôi 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 là làm gì vậy ừ. xin lỗi anh nha người phụ nữ hấp chân đông à. không thể tin được là bà bắt tôi ăn trộm đồ đó tôi chỉ kêu cô lấy đồ của tôi sao có thể gọi là ăn trộm được chứ để lấy được bức tranh tôi chẳng khác gì đang đóng phim hành động luôn đó Nhưng mà tối như thế này bà ra khỏi bệnh viện như vậy có được không? Dù gì tôi cũng đã suýt chết rồi. Còn gì phải sợ nữa chứ. Bây giờ bà có thể tống cổ tên Sơ Bì Đu vào tù rồi. Ông ta là loại người chẳng khác nào loài nấm độc và nấm mốc hết. Nếu như cứ để yên trong ta, ông ta sẽ khiến cho mọi người phát bệnh hết cho mà coi. Nấm độc đó có thể biến những lời nói của tôi thành những lời mà một bà già lẩm cẩm sẽ nói ra. Ung thư phổi di căn lên não sao? cái tên đáng nguyền rủa đó có thiệt là chủ tịch không sao không sao mà không sao được chứ một người mà tôi đã tin tưởng cả cuộc đời lại phản bội tôi như vậy bây giờ tôi thoát ra được rồi tôi cần phải đạt được mục đích trước khi tôi về nhà bà gì đi đâu rồi không biết nữa ủa anh quản lý ờ à, nè à, tôi có một câu muốn hỏi anh là về những lời trăn trối của mẹ anh ma tôi không có biết chút gì hết đó cô đừng có hỏi tôi nữa mà sao ai cũng hỏi tôi những câu như vậy không biết nữa à. chung chi à ủa anh vừa nghe em được thả là anh chạy tới liền Có bị thương ở đâu không? Anh thấy đó, em không sao hết Chỉ là rất lo lắng cho anh thôi <laughs> Cho anh hỏi Chị liên quan gì tới chuyện này không? Chị hả? Không biết Em nhớ lúc đó không có thấy chị Cô làm cái gì ở đây vậy? Chủ tịch ma, <laughs> chủ tịch ma chủ tịch ma cô đã làm gì chủ tịch ma vậy hả có một người đàn ông hét vào mặt em cứ như là đang chờ sẵn ở đó vậy người đó là ai vậy bà gì ơi bà đi đâu nãy giờ vậy bà có biết là con lo lắm không món củ cải khô thật sự rất là khó nhai tôi hoàn toàn không thể ngủ được vì bị khó tiêu tôi phải tập thể dục cho tim nữa tôi vào trong ngâm bồn đã Ờ, nhà không có bồn tắm bà muốn con bơm đầy nước vào thùng không anh ơi gặp lại sao hả à. <laughs> lúc đó hình như là cuối thai kỳ nếu lúc đó thuận lợi sinh con thì nó chắc cũng tràn tuổi thời gian đúng rồi đó em nói đúng Ở, em phải làm gì đây anh ơi em không biết phải đối mặt với cô chú sim và phải nói với gì của em sao nữa nè. ước gì những chuyện đó không phải là thật. <laughs> phải rồi, chắc không phải là thật đâu anh ha. Ừ. cũng nhiều năm lắm rồi mà em nằm ngoài chuyện này gì lúc đó em xin em bé mà. <laughs> ờ, trời ơi. mà em không thử hỏi anh sê chun coi làm sao? nè, nếu bị gì phát hiện thì sao đây? thời gian qua vì gì anh chi Xuân mà chạy giải khắp nơi đầu óc không được tỉnh táo nữa nếu gì mà biết được chuyện chi na có con với anh si chun thì gì sẽ ngất xỉu <laughs> hai đứa đang nói chuyện gì vậy hả gì à, à, gì à không không phải gì đang ngủ ở nhà sao à, 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 lúc nãy dâu mi còn đem trà thảo mộc qua cho gì mà con cứ nghĩ là gì đang ngủ say đó chứ <laughs> hai đứa phải nói cho rõ ràng đi con Gina Đã có con sao Các con đang nói cái gì vậy Ôi chết rồi Người ta thì thèm khát được trở thành chủ tịch Anh ấy thì lại từ chối Cho hỏi ai vậy? Là ai ở ngoài đó vậy? Ôi. Cô là biển sao nữa vậy hả? Con gọi cảnh sát bây giờ đó. China cô. Cô đã từng mang thai con của Si Chun sao? chắc là thật rồi đứa bé bây giờ ra sao rồi hả <laughs> cô đang nói mấy chuyện nhảm nhí gì hả cô là ai đã nói con có em bé chứ đúng là không thể tin được mấy lời đó mà nghe nói lúc đó cô đã cuối thai kỳ rồi vậy bây giờ đứa nhỏ đó ra sao rồi không có chuyện gì hết cô bị làm sao vậy hả cô chung mà cô không còn tỉnh táo nữa rồi hay sao vậy cô muốn con phải bó buộc với bác xi si chun vì con đã có con với anh ta hay sao cô bỏ rồi sao nếu không thì cô cô đã cho ai nhận nuôi đứa bé rồi sao đã nói là không có rồi ừ... mà cô đi về ngay đi đi ra đi ra cô đi ra ngoài đi 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 Cô đó. Cô làm hại cuộc đời của Si Chun chưa đủ hay sao? Nếu như cô làm điều gì kinh tởm với đứa nhỏ đó, thì tôi tuyệt đối không tha thứ cho cô. Cho dù có chết, tôi cũng sẽ quay lại ám cô suốt cả đời. Bé si Chun. Bây giờ mẹ đang nói gì vậy? Có con là sao? Con không biết gì luôn sao? Mẹ biết ngay là như vậy mà. Làm sao nó có thể giấu sự tồn tại của đứa nhỏ khỏi ba của nó? Mẹ cần phải nói cho rõ lại. China đã có thai con của con sao hả mẹ nó cứ nằng nặc nói là không phải như vậy nhưng mà không mẹ nghĩ nó chắc chắn là đã có con với con rồi đó nếu đã mang thai lớn như vậy thì chắc là phải sinh đứa nhỏ ra rồi ôi ôi trời nếu như nó làm điều gì khủng khiếp đối với đứa trẻ vô tội đó thì chúng ta phải làm sao đây Mẹ đừng bận tâm tới chuyện này nữa. Con nói cái gì? Bây giờ con đang nói cái gì vậy hả? Mẹ cũng đừng có lo lắng tới chuyện này nữa. Tự con sẽ giải quyết nó. Giải quyết như thế nào? Con đã hoàn toàn từ bỏ rồi. Những gì con làm chỉ là ngồi yên. Con còn không muốn đập đơn kháng cáo. Cũng không muốn mẹ làm gì con chi Rốt cuộc con muốn làm cái gì để hả thằng nó? Con nói là đủ rồi mà. <laughs> anh ơi, sao lúc nào anh cũng hét vô mặt mẹ vậy? anh là ai chứ nhìn mê à được rồi con em thật sự rất là ghét anh từ hồi anh quay về đây mẹ lúc nào cũng buồn rầu em không thích anh trong cái nhà này chút nào đâu <cười> 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 <cười>

<laughs> ít nhất thì bà cũng phải nướng cá thu hay cái gì đó chứ <laughs> xong rồi trong nhà chúng ta bay mù cá tanh suốt cả ngày sao đâu có hầu hạ vua hay gì có gì ăn nấy đi Hy <laughs> vọng là thức ăn hợp với khẩu vị của bà Bà cứ ăn thoải mái ha Nói chung món nào cũng có vẻ mặn Nhưng mà vẫn còn có thể ăn được Trời ơi Đồ ăn kèm với cơm thì phải mặn là đúng rồi Còn ý kiến này đó Không thích thì đừng có ăn Mẹ ơi <cười> <cười> Nói gì thì nói tuổi của bà gì cũng trạc tuổi của người mẹ đã mất của tôi chúng ta nói chuyện thoải mái được không tôi không phải là người thích nói chuyện không có kính ngữ giống như người nào đó đâu Ê, nếu mà bà lịch sự như vậy thì sao lại ngủ ở nhà của người khác miễn phí thiệt hiểu không nổi tôi không phải là kẻ ăn bám nên có ý kiến gì cô cứ việc nói lớn lên tai tôi hơi bị lãng không biết là tôi đang ăn cơm hay bị bỏ đói nữa Ê, trước giờ tôi không thích ăn cá ăn sáng mấy món dễ như ăn cháo hay ăn canh thì thích hơn ôi trời đúng là một bà già thiệt mà Hơ. lâu rồi mới có cảm giác không thích khi nhận tiền đó nha Ui, trời. bà cứ nói hoài nên bà ấy đưa tiền để bà im miệng lại đúng là một cảnh tượng thật ấn tượng Chà. gì nói thật thì tính tình của bà ấy giống mẹ tôi ghê Chà vậy sao không kêu bảy nhận nuôi ông vậy cho thích ha hả chú ta ra không một ai biết chủ tịch là chủ tịch tập đoàn chú bố sao nói nhỏ thôi tôi biết trước giờ chủ tịch không thích cái chuyện lên báo nhưng mà sao họ có thể không biết chủ tịch của tập đoàn chú bố là chủ tịch Ủa chắc gì chủ tịch mặc style khác quá dù sao thì tôi tin là cậu sẽ giữ bí mật à, dạ mà nhưng mà nghe chủ tịch bị bệnh nặng lắm mà sao chủ tịch có mặt ở đây vậy không phải là việc của cậu à, à dạ tôi hiểu rồi chủ tịch trước mắt thì tôi đã làm cho nó giống như lúc trưng bày ở triển lãm và giờ đang được đóng khung thưa giám đốc cậu có xác định được là ai đã lẻn vào phòng của chủ tịch hay không ngoài đội bảo an thì chỉ có lao công là có thể vào thôi không còn ai vào trong đó nữa hết lập tức điều tra tất cả bọn họ phải làm bí mật cho tôi dạ tôi biết rồi thưa giám đốc Trời ơi nó bị héo mất tiêu rồi Phúc Nam đang chịu khổ vì tao là người chăm sóc kém cỏi. Tao còn không thể giúp mày ra rễ được nữa Đúng không? Hạt giống đâu rồi ta? Ba ơi! À, bà có thấy hạt giống trong phòng con không à, à... ma bung đô tự nhiên tới đây lục tung phòng con rồi là lấy đi hết rồi gì sao anh ta lại lấy đi chứ cậu ấy nói cái gì lạ lùng lắm cậu ấy cứ la hét nói về mấy cái băng băng gì đó rồi sau đó lấy hạt giống đi ba không thể nào ngăn được cậu ấy không được tỉnh táo lắm đáng lẽ ba không được để anh ta lấy đi chứ ba biết nó quan trọng với con thế nào mà ba ba biết chứ đó là thứ duy nhất gắn kết con và ba mẹ ruột mà Bây giờ con phải ra ngoài ngay Ở à, ơi Hôm qua bà đã nói rồi đó Bà không muốn con dính líu về tới mấy người bên gia đình đó nữa Không được Con nhất định phải lấy mấy hạt giống đó lại trơn à giấy tờ chuyển nhượng cổ phần. Ơ, ờ, anh đang tính đi đâu vậy? Hành lý này là sao? Không phải là anh lại định ra nước ngoài chứ anh Bung Đô, bà mất tích rồi anh đừng đi nữa mà. Ơ, à, anh Bung Đô, anh định đi đâu vậy? Đúng là công ty này thuộc về gia đình nhà họ Ba, nhưng chuyện này không đúng. Nếu con trai của chủ tịch ma không qua đời trước, chắc anh ta tức sùi bọt mép đòi lấy công ty rồi. Có thể đó là điều tốt cho công ty của chúng ta Giáo trại của bà ấy thích hợp là một nghệ sĩ Hơn là một doanh nhân điều hành công ty Chúng ta mau đi thôi Giờ Akundo không có ở nhà Chắc là anh ấy đã tới công ty Nhưng mà cô là ai vậy? gì nữa Anh làm người giao hàng được quấy rối tôi hay gì vậy Anh đã hỏi chuyện nhân viên Y tế cấp cứu tại hiện trường đêm đó rồi Georgina Nhân chứng ngất xỉu vì bị sốc sau vụ tai nạn đáng tiếc đó Được cho là đang mang thai năm tháng <laughs> Sao em không nói là em đang mang thai Đáng lẽ em phải nói cho anh biết chứ Chuyện không phải như vậy đâu anh làm ơn thôi đi Bây giờ anh muốn nhìn thấy tôi chết đi hay là gì đây Đó là việc duy nhất em không thể nào lừa dối anh China. Nói đi giờ Gina. đứa nhỏ đó, em đã làm gì rồi? Đã nói là không phải rồi mà. Đã nói là không phải mà, anh sao vậy? Giờ Gina. Nếu như sau này, anh còn tìm tới đây để quấy rối em thêm một lần nữa, thì em sẽ chết luôn ngay trước mặt cho coi. Cho anh vừa lòng hả dạ? Anh nghĩ là em không thể hả? Cứ chờ mà coi Anh cứ chờ mà coi là em có dám làm như vậy Hay là không Lần này lại là tới gặp dơ China Sao hai người lại quen biết nhau vậy hả Anh đang muốn làm gì với hai người họ Không có liên quan tới anh Nói đi Anh đang định làm gì vậy Thôi đi mà Hai người hãy thôi đi Chú nhìn đây Sao tự nhiên chú đánh anh ấy chứ Cái gì vậy Chuyện này Sao giống như đã xảy ra vậy tôi không quan tâm tới chuyện trí nhớ của anh bảo trả tôi mấy hạt giống đi nó thật sự có ý nghĩa rất quan trọng đối với tôi chuyện này là sao hả mấy hạt giống đáng yêu này có liên quan tới quá khứ rồi hiện tại và tương lai nó là quá khứ là hiện tại tương lai à chuyện đó sao, sao anh tôi không quan tâm tới mấy chuyện này tôi sẽ không trả lại cho cô đâu tại sao chứ cô đã lấy đoạn băng của mẹ tôi rồi bán nó với một số tiền lớn vậy mà tôi đã nói là không phải như vậy rồi mà cô hãy thôi diễn kịch đi cô diễn nhiên đặc biệt rồi là... <laughs> Yeah. Đủ xấu ta <laughs> Chắc chắn tôi sẽ Tới lấy lại hạt giống đó Anh cứ đợi đi <laughs> 妹妹。<把> <laughs>